Trước khi phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng, cửa hàng gạch ốp lát nội thất thiết bị vệ sinh Dũng Hằng, phường Ba Đình đã trực tiếp đến các nhà máy sản xuất để tìm hiểu chất lượng sản phẩm, từ đó phối hợp với các đơn vị cung ứng hàng hóa chính hãng, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, giá cả được niêm yết đầy đủ đến tay người tiêu dùng. Hiện nay, công ty đang cung cấp sản phẩm từ bình dân đến cao cấp cho gần 50 đại lý trên địa bàn toàn tỉnh với hàng chục nghìn sản phẩm, giúp khách hàng có sự lựa chọn phong phú và phù hợp với nhu cầu. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nên công ty chúng tôi đã ký kết trực tiếp với các nhà máy có thương hiệu uy tín trên Việt Nam và trên toàn thế giới để đưa được đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng và chế độ bảo hành trên từng mọi sản phẩm. Công ty chúng tôi hiện tại đang có những cái chương trình kích cầu và những sản phẩm đều được cập nhật ở trên trang thương mại điện tử. Với chủ đề Ngày tiêu dùng năm 2024 là thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, thành phố Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp thông tin chính xác về nguồn gốc, chất lượng, giá cả kịp thời để người tiêu dùng đưa ra các quyết định đúng. Đồng thời, các doanh nghiệp cần hiểu rõ những thông điệp này không chỉ đơn thuần là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, mà còn để xây dựng uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, tạo ra sự phát triển bền vững. Khuyến cáo tất cả mọi người là khi chúng ta mua hàng thì chúng ta phải cực kỳ là quan chú ý vào những các cái về thông tin về sản phẩm, những cái nguồn gốc, những cái hạn sử dụng, những cái quy định, những các cái tem nhãn mác của các đơn vị đánh giá về chất lượng để có những cái sự lựa chọn sáng suốt nhất, để có những cái sản phẩm tốt nhất, để tránh về những cái hàng giả, hàng nhái, hàng giả trên thị trường. Thành phố Thanh Hóa khuyến khích Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và các doanh nghiệp thành viên thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các chương trình tri ân khách hàng, có chế độ khuyến mại, kích cầu mua sắm, bảo đảm chất lượng sản phẩm, cải thiện thái độ phục vụ, đổi mới các phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, chủ động giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, tăng cường công tác quản lý việc thanh toán không dùng tiền mặt và bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình mua sắm hàng hóa qua mạng. Khuyến cáo khách hàng tăng tính bảo mật thông tin trong thanh toán để hạn chế rủi ro phát sinh. Công ty cũng đã nghiêm túc thực hiện các sản phẩm được đánh giá rất rõ ràng trên thị trường và từ các nước châu Âu về. Trong đấy thì chủ lực vẫn là sản phẩm của thương hiệu đưa ra, đó là sản phẩm của Hàn Quốc và các nước châu Âu. Thì niêm yết toàn bộ từ giá thành cho đến chất lượng sản phẩm có tem phụ để người tiêu dùng dễ dàng đánh giá vào chất lượng và các cái mình tự thẩm định. Để quyền lợi người tiêu dùng được đảm bảo, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng kiểm tra kiểm soát thị trường, ý thức kinh doanh của mỗi doanh nghiệp thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có uy tín, thương hiệu nhằm đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình.